Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đó là cái phần thứ nhất là chúng ta khảo sát về vấn đề lãi suất, phân biệt về lãi suất hiện, lãi suất đơn, lãi đơn, lãi kép, lãi suất thực, lãi suất doanh nghiệp, đúng không ạ? Nó là như vậy. Rồi cách chuyển đổi lãi suất như thế nào? Đó là như thế. Bây giờ chúng ta dựa vào cái ứng dụng về lãi suất đó, chúng ta sẽ đi vào xem tính toán những cái gọi là ý niệm về giá trị tương lai và giá trị hiện tại. Trước tiên chúng ta đi vào cái giá trị tương lai cho một khoản tiền đơn. Vì khi tính toán ở đây chúng ta sẽ có phân biệt hai cái vấn đề: một khoản tiền đơn và một chuỗi tiền. Một khoản tiền đơn có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ bỏ ra một khoản tiền ở một lần thôi, một lần duy nhất thôi. Thì khoản tiền một lần bỏ ra một lần duy nhất đó sẽ tương đương với bao nhiêu ở trong tương lai? À, đó là như vậy. Gọi vào quỹ tiết kiệm 1.000 đồng, giả định lãi suất 7% một năm. Vậy sau 2 năm thì chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Và đây chúng ta sẽ có một cái sơ đồ. Các bạn, cái sơ đồ thời điểm hiện tại chúng ta được ký hiệu là 0. Thời điểm 1 là cuối kỳ thứ nhất. Thời điểm 2 được xem là cuối kỳ thứ hai. Để các bạn lưu ý như vậy. Cuối kỳ thứ hai. Thời điểm 1 cũng được xem là đầu kỳ thứ hai, đúng không? Nếu ở hiện tại chúng ta gỡ 1.000 đồng với lãi suất mỗi một kỳ là 7%, vậy sau 2 kỳ gửi thì tổng số tiền chúng ta có được là bao nhiêu? À, thì chúng ta sẽ ứng dụng về cái lãi đơn, lãi kép. Bởi vì sau 1 năm chúng ta không rút vốn và lãi ra. Như vậy sau 1 năm lãi sẽ được nhập vào vốn gốc để tính lại cho năm thứ hai, đúng không? Và như vậy. Và với ví dụ này thì các bạn có thể hình dung cách tính toán như sau. FV1 có nghĩa là giá trị tương lai sau một kỳ bằng giá trị hiện tại, là khoản tiền mình gửi hiện tại, nhân với 1 cộng Y. Y được xem là lãi suất. Danh từ chung chúng ta dùng cái từ là lãi suất chiết khấu. Trong ví dụ này của mình là lãi suất tiết kiệm. Và sau một kỳ nên mũ 1. Và cụ thể là lấy 1.000 nhân cho 1 cộng với 7%, nghĩa là 1.07, đúng chưa? Và chúng ta sẽ ra được sau một kỳ tổng số tiền ta nhận được là 1.070, là theo cách tính lãi kép trong ví dụ trước ta đã đề cập. Nếu ta không rút tiền vốn gốc và lãi ra để luôn thì qua kỳ tháng kỳ thứ hai thì F bằng FV2 bằng FV1 nhân lại 1 cộng Y mũ 1. Mà FV1 thì nó bằng là B0 nhân 1 cộng Y mũ 1, đúng không ạ? Như vậy. Và từ đây chúng ta tính ra được số tiền này. Và như vậy FV2 của mình sẽ bằng B0 nhân 1 cộng Y mũ 2, đúng không ạ? Đó là như vậy. Một công thức tính toán khá là đơn giản. Từ đây chúng ta sẽ có một công thức tổng quát để tính về giá trị tương lai cho một khoản tiền đơn. Và trong ký hiệu này thì các bạn lưu ý cái tên gọi FVN là giá trị tương lai sau N kỳ. Cái chữ N, sau N kỳ. B0 là giá trị ở hiện tại, khoản tiền ở hiện tại. Y là lãi suất chiết khấu. Mời các bạn xem. Vậy FVN có nghĩa là giá trị tương lai sau N kỳ. B0 là giá trị ở hiện tại, nghĩa là khoản tiền ở hiện tại. Y nó sẽ được gọi là lãi suất chiết khấu. Lãi suất chiết khấu, đúng không? Tất nhiên cái danh từ chung gọi là lãi suất chiết khấu trong từng ví dụ cụ thể, trong từng giao dịch cụ thể nó sẽ được gọi tên khác nhau. Ví dụ trong ví dụ này của mình là lãi suất tiền gửi tiết kiệm, hoặc là lãi suất cho vay, hoặc là lãi suất bán trả góp, vân vân. N là số lần ghép lại. Chúng ta gửi bao nhiêu kỳ thì khi đó nó được ghép lại bao nhiêu lần, đúng không ạ? Đó là như vậy. Các bạn theo được không ạ? Ví dụ như trong bài toán này của mình, quay trở lại ví dụ hồi nãy của mình, chúng ta gửi 1.000 đồng ở hiện tại với lãi suất là 7%, thì 1 cộng với 7%, ta gửi 2 kỳ thì ta mũ 2, thì cuối cùng ta sẽ được tổng số tiền của mình là 1.144,9 đồng sau 2 kỳ gửi. Thì đó là giá trị tương lai cho một khoản tiền đơn, một khoản tiền gửi duy nhất. Đó là như vậy. Các bạn hình dung được chưa ạ?
Rồi bây giờ chúng ta ví dụ, nếu giả sử chúng ta gửi 10.000 vào quỹ tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng với lãi suất là 10% một năm, thì sau 5 năm bạn sẽ nhận được bao nhiêu? Các bạn nhớ lưu ý dùm tôi cái sơ đồ này. Sơ đồ này được vẽ theo quy ước. À, các bạn lưu ý như vậy. À, không là thời điểm hiện tại, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2, cuối kỳ 3, cuối kỳ 4 và cuối kỳ 5. Lãi suất mỗi kỳ là 10%. Vậy 10.000 đồng của ngày hôm nay sau 5 năm với lãi suất là 10% mỗi năm, thì sau 5 năm nó có giá trị là bao nhiêu? Đúng không ạ? Thì chúng ta áp dụng công thức hồi nãy, FV5 FVN bằng B0 nhân 1 cộng Y mũ N. Và FV5 sẽ bằng 10.000 nhân cho 1 cộng với 10%, nghĩa là 0,1 mũ 5. Và các bạn bấm máy ra, chúng ta sẽ ra được là 16.105,1. Rồi bây giờ các bạn xem, ta sẽ đi vào tiếp theo. Và cái giá trị hiện tại cho một khoản tiền đơn, ví dụ như giả sử chúng ta có, bạn cần có 1.000 đồng sau 2 năm nữa, thì bạn sẽ gửi vào quỹ tiết kiệm một khoản tiền bao nhiêu vào ngay ngày hôm nay nếu lãi suất tiết kiệm là 7% một năm, đúng không ạ? Có nghĩa là trong ví dụ này, có nghĩa là người ta muốn nói 1.000 đồng sau 2 năm nữa chúng ta muốn nhận được 1.000, thì ngay ở hiện tại chúng ta cần phải gửi vào bao nhiêu nếu lãi suất một kỳ là 7%. Có nghĩa là chúng ta thấy theo cái sơ đồ này, thì chúng ta vẽ 1.000 này, chúng ta quy nó về 1 là sau một kỳ, từ 1 ta quy tiếp về 0 là BV0 là sau 2 kỳ. Ta nhớ nha, giá trị tương lai chúng ta quy về tương lai, giá trị hiện tại chúng ta quy về hiện tại. Các bạn nhớ cái ký hiệu về vẽ cái sơ đồ này, các bạn nên vẽ, nên lưu ý về cách vẽ sơ đồ để chúng ta có thể giải các bài toán trong thực tế một cách dễ dàng. Dựa vào ví dụ này thì chúng ta có thể thấy các bạn lưu ý thế này, vì ở đây ta chỉ ôn tập thôi, số tiết môn học này cũng khá khó, số tiết đã ôn tập ở đây đó là không có đủ nhiều, nên ở đây tôi cố gắng là đi vào những vấn đề gì tương đối tổng quát, và cái gì cụ thể được tôi sẽ cụ thể, và cần thiết thì các bạn sẽ đọc thêm trong cái sách bài học. Trong sách bài học thì nó có chi tiết rồi, đó là như vậy. Trong sách bài học của chúng ta nó có chi tiết, và những nội dung này nó có đầy đủ sách bài học, các ví dụ và các cách giải thích nó có khá đầy đủ trong sách bài học. Quay trở lại ví dụ này của chúng ta, thì chúng ta coi thử 1.000 sau 2 năm thì tương đương với bao nhiêu ở hiện tại. Thì các bạn thấy công thức, chúng ta có thể sử dụng cái công thức hồi nãy. Các bạn thấy không? Cái công thức hồi nãy chúng ta có công thức gì? Hồi nãy chúng ta có một công thức là FV. FVN bằng B0 nhân 1 cộng Y mũ N. Có nghĩa là chúng ta nói rằng một khoản tiền ở hiện tại tương đương với bao nhiêu ở tương lai. Vậy bây giờ chúng ta nói là một khoản tiền ở tương lai thì tương đương bao nhiêu hiện tại, thì thực ra chúng ta chỉ sử dụng công thức này nghịch đảo lại thôi. Có nghĩa là BV0 bây giờ mình chỉ lại bằng FVN chia lại cho 1 cộng Y mũ N. Hay chúng ta có thể viết dưới dạng này, bằng FV nhân cho 1 cộng Y mũ trừ N. Các bạn lưu ý như vậy. Đó là một cách viết ha. Có nghĩa là công thức hồi nãy, công thức này của chúng ta là công thức số 1, đúng không? Đây công thức số 1. Và trường hợp này là chúng ta dùng cái công thức này là công thức số 2. Các bạn lưu ý như vậy. Và chỉ nghịch đảo lại công thức số 1 thôi, không có gì khác. Đúng không? Và như vậy BV0 chúng ta sẽ bằng FV2 trong ví dụ này chia cho 1 cộng Y mũ 2.
hoặc là bằng FP2 nhân 1 cộng y mũ trừ 2. 1.000 đồng ở trong tương lai nhân cho 1 cộng 7% nghĩa là 1,07 mũ 2. Hoặc là bằng 1.000 nhân 1,07 mũ trừ 2. Và từ đây các bạn tính ra được là 873,4. Đó là như vậy. Đó, các bạn theo kịp không ạ? Rồi. Như vậy thì chúng ta có công thức tổng quát ở đây. Như hồi nãy tôi đã viết cho các anh chị trên bảng đó. Và công thức này chúng ta ký hiệu đó là công thức số 2. Các bạn nhớ nha. Để sau này tôi chỉ nói anh chị là trong ví dụ này, trong bài toán này chúng ta dùng công thức 1 hay công thức 2. Đó là, là công thức 3 hay là công thức 4. Thì đây là công thức tổng quát tính giá trị hiện tại cho một khoản tiền đơn. Tất nhiên khoản tiền đơn đó là khoản tiền đơn trong tương lai. Đúng không? Nó là như vậy. Và có công thức số 2. Lấy ví dụ là các bạn thử làm ví dụ này coi. Bạn muốn có 10.000 sau 5 năm nữa thì bạn phải gửi vào quỹ tiết kiệm một khoản tiền là bao nhiêu nếu lãi suất là 10% một năm. Thì các bạn thấy sơ đồ đo vẽ 10.000 này chúng ta sẽ nhận được sau 5 năm quy về hiện tại, đúng không? Tại thời điểm 0 thì tương đương là bao nhiêu? Chúng ta sẽ áp dụng cái công thức hồi nãy. Công thức hồi nãy. Thì ở công thức này các bạn thấy FV của chúng ta sau 5 năm là 10.000 nhân 1 cộng cho lãi suất là 10% nghĩa là 0,1. Sau 5 năm nghĩa là mũ trừ 5 bằng 6.209,2. Nghĩa là nếu các bạn muốn sau 5 năm các bạn muốn nhận được 10.000 thì ở hiện tại các bạn phải gửi vào một khoản tiền duy nhất ở hiện tại là 6.209,2. Đó là như vậy. Các bạn theo kịp không ạ? Và những cái này thì các bạn chỉ cần mở cái slide ra thôi. Cái slide nó có, nó có hết rồi. Đúng không ạ? Đó là cái khái niệm của chúng ta vừa rồi. Chúng ta muốn đề cập đến cái công thức số 1 và công thức số 2 là thả theo cái ý niệm là cái gọi đó là cho một khoản tiền đơn. Các bạn, giá trị tương lai cho một khoản tiền ở hiện tại, một khoản tiền duy nhất nha. Giá trị hiện tại cho một khoản tiền duy nhất ở trong tương lai. Ví dụ như vậy. Ứng dụng vào trong thực tế cái dạng này thì nó có rất nhiều vấn đề về gọi tiền tiết kiệm, vấn đề về chúng ta mua bảo hiểm nhân thọ. Nhưng mà tất nhiên bảo hiểm nhân thọ ở đây chúng ta chỉ nộp tiền một lần thôi chứ không phải bảo nộp bằng nhiều lần, đúng không ạ?